Xin kính chào quý thầy cô. Dưới đây là bản demo giáo án môn tin học lớp 10 của bộ sách Cánh Diều. Bản giáo án này do các thầy cô của kênh giáo viên biên soạn. Như trên màn hình, thầy cô có thể thấy giáo án cho bài 1 nhóm nghề thiết kế và lập trình sẽ có những phần như sau. Trên đây là demo giáo án bài 1, nhóm nghề thiết kế và lập trình. Những bài còn lại trong chương trình môn tin học lớp 10 của bộ sách Cánh Diều đều được soạn chi tiết và đầy đủ theo mẫu như trên. Giáo án khi tải về là giáo án bản Word, quý thầy cô có thể dễ dàng chỉnh sửa tùy thuộc theo chương trình dạy của địa phương mình. Để biên soạn được giáo án này thì nhóm giáo viên của kênh giáo viên cũng mất khá nhiều thời gian và công sức, do vậy giáo án có mất phí. Ngoài ra, chúng tôi có đầy đủ giáo án các môn lớp 10 của những bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, chân trời sáng tạo và Cánh Diều. Nếu quý thầy cô quan tâm, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây.